quý vị, hôm nay Bi giới thiệu quý vị một cặp loa. Cặp loa này được mệnh danh là cụ tổ của Tannoy quý vị ạ. Model của nó cũng rất là nổi tiếng luôn, đó là Super Red Monitor XRM15X nha. Và cái cặp này là được ca sĩ Adele, một giọng ca được ví như là họa mi nước Anh đó quý vị, sử dụng trong phòng thu của bà. Nói chung là cái dòng này rất là nổi tiếng trong những cái trong cái thập kỷ 20 nha quý vị. Bây giờ mình tháo cái lưới ra. Đây cái tem của nó đây nha quý vị, tem lưới. Thì cái phần lưới dưới đó là nó che cái lỗ thông hơi, thì chúng ta tháo cũng được, không tháo ra cũng được, tại vì cái lưới này thì nó sẽ không có phải bịt lại kín cái lưới này, lưới vải, nên là nó sẽ thoát hơi được nha quý vị. Đây quý vị, ba lỗ thông hơi nha. Gỗ của nó là nguyên bản cái gỗ này luôn nha quý vị, nguyên bản, nói chung là không có xì ba lại. Nên là quý vị nhìn nó, cái màu của nó cũng rất là cổ kính. Và cái dòng này Super Red mà 15 thì là đều là bát 30 đều là, à, xin lỗi, bát 40 nha quý vị, nhầm, bát 40. Và nó cũng là loa đồng trục. Đây, gân này là gân vải à, gân vải mà kiểu như là có bôi dầu quý vị, gân vải tẩm dầu á. Nên là quý vị nhìn nó hơi bóng bóng một xí nha, nó bóng bóng, nó không phải là quá mềm, không phải là quá mềm giống như BBL. Đây là dòng loa đồng trục nha quý vị. Và ở phía trước này là những cái núm tinh chỉnh, thì quý vị thích thì chỉnh ở tần số như thế nào tùy quý vị thôi. Công suất của nó là 120W trên một thùng, độ nhạy là 91 dB và trở kháng 8 ohm nha. Và nó cũng được làm tại Anh Quốc luôn. Đây nha quý vị, Made in the United Kingdom nha. Đây, nói chung là về thùng vách còn rất là liền lạc nha quý vị, còn rất là liền lạc. Có một cái góc phía sau kia thì nó về nó có bị nè, nó có bị ấy, nên mình có làm cho một cưa và một tí để cho nó liền lạc này nha quý vị. Đây, cái thùng này khá là nặng nha, nặng 51 kg trên một loa nha. Nó cao 1m02 nha quý vị, rộng 65, chiều ngang của nó là 65 và chiều sau là 42 nha. Nên là cái đôi loa này là cần những cái không gian lớn nha quý vị. Ở đây quý vị nhìn cái phần kim loại này nè, phần kim loại mạ vàng này còn rất là đẹp luôn nha quý vị. Màng loa nè, đây, màng loa của nó là hơi xám xám một tí nha quý vị, hơi xám xám da bò một tí nha. Màng giấy nha quý vị. Đây, nói chung là cái cặp loa này vô cùng khủng luôn. Và đặc biệt ngày hôm nay, với cái mức giá mình cũng đã từng bán cặp loa này rồi, nhưng mà ngày hôm nay với một mức giá siêu dễ chơi luôn quý vị, 62.500.000. 62.500.000 cho một cái cặp loa cao cấp của hãng Tannoy nha quý vị. Cặp loa này lúc mới bán rất là cao luôn. Đây, quý vị nhìn phía sau nè. Thì chúng ta gắn loa thì chúng ta sẽ gắn hai cái trạm, hai đây đen âm dương đây nha quý vị. Còn ở bên trên này là dùng để gắn phân tần rời, những cái trạm bên này là để gắn phân tần rời nếu như quý vị thích. Còn về nhà thì chúng ta gắn đây với đây và đây với đây nha. Này, ở phía sau này nó cũng để, nó cũng có khắc luôn cái chữ là Made in United Kingdom trên đây luôn nha, đây luôn nha quý vị. Này, cặp loa này thì với cái mức giá này thì không thể che được quý vị ạ, à, không tìm đâu ra cái mức giá này luôn. Đây, quý vị nào thích cái dòng Tannoy mà gọi là cụ tổ của nó lúc bấy giờ thì Super Red 15 này là rất là nhiều quý khách thích. Và ngày hôm nay mình sẽ ghép với một cái con âm ly đèn, công suất chỉ 35W thôi, đánh rất là tốt luôn nha quý vị. Những cái dòng Tannoy cũ này ghép với đèn vô cùng hợp nha, rất là hợp luôn, hoặc những cái bộ Reebok Aquafine. Rồi bây giờ hôm nay mình mở nhạc cho quý vị cùng thưởng thức luôn nha. Có một cặp cho quý vị mức giá chỉ 62.500.000 thôi, một mức giá là rẻ nhất trên thị trường luôn nha quý vị, rẻ nhất luôn. Ở dưới này là cái phần đế gỗ của nó nha quý vị. Cái đế gỗ này thì để cho nó cao lên, có một cái đế như thế này,
Nhưng mà cái đế gỗ này thì quý vị biết là nó sẽ không có chống nước nha. Nếu chúng ta lau nước thì quý vị cũng để ý chứ không là nó sẽ bị nở ra nha quý vị. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng nghe chất âm nha. Cái trạm của nó nè, quý vị nhìn rất là cổ luôn. Cái trạm cực kỳ cổ kính luôn nha quý vị. Thank you.
đón mắt hòa châu bừng lên trong màn tối, như mắt em sáng ngời theo anh đi ngăn lối. Những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hòa châu. Lạc lối.